Xin chào cả nhà nha. Chào mọi người đã đến với lang thang đường quê của mình. Thì hôm nay có một người mới đem lại cho mình hai con mèo con rất là dễ thương. Nhà họ nhiều mèo quá nên họ không có nuôi nữa, nên họ đem lại cho mình. Và mình sẽ nuôi hai bé mèo này. Nó mới vừa biết ăn cơm mà nha mọi người, nên nó còn nhút nhát lắm. Tại vì lạ mà, mới vừa về ngôi nhà mới, nhà lạ rồi chủ nhân mới, nên nó còn rất là nhút nhát. Và mình sẽ cho nó ăn để từ từ cho nó làm quen. Cả nhà mình xem video, nếu thấy hay và có yêu thích nuôi động vật giống mình thì cho mình xin một đăng ký, một like, và đặc biệt là nhớ comment cho mình biết nha. Cảm ơn mọi người nhiều.